Sau bao ngày mong ngóng, Con nhà siêu giàu châu Á, Crazy Rich Asian cuối cùng cũng đã ra rạp. Nhưng thật sự, đây phải là bộ phim gây cho mình sự thất vọng nhiều nhất. Nó ngôn tình, đủ giàu nhưng lại thiếu drama. Con nhà siêu giàu châu Á kết hợp chất hài hước lãng mạn với một dàn diễn viên cũng rạp gốc Á Châu. Đây là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại mang đậm phong cách ngôn tình. Cô gái người Mỹ gốc Á xuất thân bình thường Rachel Chu yêu người đàn ông giàu có. Sau một năm yêu nhau, anh ta đưa cô về ra mắt gia đình. Ngay lập tức, Rachel phải đối mặt với sự phản đối và soi mói của mọi người xung quanh, đặc biệt là bà mẹ chồng tương lai, người phụ nữ quyền lực tôn sùng các giá trị truyền thống, bà Eleanor. Bà thì dĩ nhiên luôn tìm cách chia rẽ đôi trẻ. Hòa trộn giữa cô bé lọ lem và một chút gì đó của kiêu hãnh và định kiến, lấy câu chuyện cổ điển thường thấy ở các bộ phim truyền hình dài tập, bối cảnh tại một trong những nước giàu có nhất thế giới Singapore, biến Crazy Rich Asian thành một bức thư tình yêu thương dành cho văn hóa châu Á thời đương đại. Đó chính là toàn cảnh mà bộ phim mang đến cho khán giả ngày nay. Với các đám thánh nữ tú, đây là tác phẩm dành riêng cho các bạn. Nếu mê trai đẹp kiểu mà công tử nhà giàu thì phim này có Nick Young do Henry Golding thủ vai, một nhân vật mà chắc chắn không tồn tại ngoài đời bao giờ. Người thừa kế cả gia tộc giàu nhất nhì châu Á nhưng thích sống bình dân nè, body là mặn mòi nè, thích tự do, yêu cô gái sống thật với bản thân, luôn bảo vệ người yêu. Nhìn chung, hội tụ đủ mọi chi tiết như nam chính ngôn tình. Còn nếu mà mê nữ chính ngôn tình mà kiểu Mỹ, hiện đại cùng cá tính riêng, phim này có ngay Rachel, đẹp thì không quá lung linh, cũng không phải dạng bánh bèo vô dụng. Còn nếu bạn thích hài, có ngay Park Lin, bạn học cũ của Rachel, nhây và lầy nhưng phối hợp ăn ý, tạo điểm sáng có khi còn sáng hơn cả nữ chính. Chưa phải gây cười sặc sụa nhưng cực duyên. Khen trước cái đã, thành công của bộ phim khi có những khung hình tuyệt đẹp, đầy màu sắc sống động, khắc họa lối sống giàu có của giới thượng lưu châu Á. Những cảnh đẹp nhân tạo, đặc sắc trong ẩm thực của quốc đảo trù phú là các quảng bá du lịch vô cùng hiệu quả. Đồng thời, mượn sự hài hước trào phúng để châm biếm lối sống xa đọa hình thức, những cô gái đào mỏ điển hình. So sánh lối sống giữa phương Đông với phương Tây, giữa giá trị gia đình ưu tiên cho cái chung với giá trị cá nhân đề cao đam mê và khát vọng của chính mình. Giờ tới chê, nhân vật nữ chính thì quá vô hồn. Rachel ngây thơ vô tội như chuột sa hũ nếp, rời rạc trong câu chuyện đang diễn ra. Cô chỉ đi từ cảnh này sang cảnh khác để nhìn mọi thứ mà không có phản ứng gì cho đến đoạn cuối phim. Một bộ phim an toàn, mọi thứ bình bình bằng bằng, thiếu drama, dễ đoán và có phần nông. Các nhân vật phụ và tình yêu nam nữ chính chưa được khai thác triệt để. Chuyển biến tâm lý nhân vật cùng các kết quá chóng vánh không truyền tải được nhiều giá trị nhân văn. Nói tóm lại, Con nhà siêu giàu châu Á dùng sự giàu có để hạ gục khán giả. Dễ xem và xem chỉ giải trí chứ chẳng động lại gì nhiều. Chân lý bộ phim không cần biết mẹ chồng hắc ám cỡ nào, chỉ cần chồng luôn binh vực thì chắc chắn sẽ thắng. Ra rạp xem để tiếp thêm động lực chờ một ngày có bạch mã hoàng tử như Nick tìm đến cuộc đời ảm đạm của chúng ta. Chứ trước hết bản thân phải tài giỏi ngang ngửa Rachel chứ nhỉ. Theo dự đoán sẽ có phần 2, mong là sẽ có nhiều hơn những drama về thực tế cuộc đời khắc nghiệt hơn trong phim gấp trăm lần, đặc biệt với giới thượng lưu đầy đố kỵ này. Đây hoàn toàn là những suy nghĩ chủ quan của phim sắp chiếu thôi. Còn bạn đã xem phim này chưa? Bạn có rơi vào trường hợp thất vọng như mình không? Nhớ để lại bình luận để phim sắp chiếu biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.